cầm dao vào lớp đần chết bạn học khóa dưới, nam sinh lớp 9 lãnh 8 năm tù. Nổ súng ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn hẹn đánh nhau. Cháy cơ sở sản xuất gối trong khu dân cư tại thành phố Đà Nẵng. Cựu phó chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã ở Thanh Hóa hầu tòa. cha con lĩnh 23 năm tù vì giết người khi đi chơi tết xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh youtube dân việt được định vị là kênh tin tức về an sinh xã hội cập nhật tin tức thời sự mới nhất 24 trên 7 dân việt tự tin gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất về chính trị kinh tế xã hội giải trí và không để quý vị chờ lâu hơn nữa hãy cùng chúng tôi đến với tin tức đầu tiên liên quan đến an ninh trật tự và pháp luật đáng chú ý trong ngày hôm nay Sáng ngày 1 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Quốc Khánh, 15 tuổi, trú tại Đan Phượng, Hà Nội, học sinh lớp 9, 8 năm tù về tội giết người. Về dân sự, Khánh và gia đình buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng. Gia đình bị cáo đã bồi thường được 30 triệu. Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, từ ngày 30 tháng 3, nên tối ngày 31 tháng 3, Nguyễn Quốc Khánh bị lờ vờ hờ giờ, 14 tuổi, trú tại Đan Phượng và hai nam sinh khác đánh. Do bực tức, nên tối ngày 1 tháng 4, Khánh chuẩn bị sẵn một con dao cho vào trong cặp sách mang đến trường để trả thù giờ khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày, đến giờ ra chơi, Khánh mang theo cặp sách bên trong đựng con dao đi vào lớp học 8A ở tầng 1 trường trung học cơ sở Hồng Hà Đan Phượng để gặp giờ. Lúc này, Khánh tiến lại gần giờ và hỏi, hôm qua mày đánh ai? Đồng thời dùng tay phải rút con dao trong cặp ra, đâm một nhát vào ngực của giờ. Bị đâm bất ngờ, giờ dơ tay đỡ nên nhát dao đâm trúng vùng mạng sườn bên phải làm giờ bị thủng phổi trái, cơ hoành và thùy gan phải. Ngày sau đó nạn nhân giờ được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng nhưng đã tử vong do mất máu cấp không hồi phục. Sau khi gây án, Nguyễn Quốc Khánh đã bị công an huyện Đan Phượng bắt giữ. Tại tòa, Khánh khai nhận hàng ngày vẫn chăm chỉ đi học, chỉ những ngày nghỉ mới đi chơi game. Bị cáo nói vì sợ giờ gọi người lên đánh tiếp nên mang theo dao đến trường để phòng thân, đồng thời đe dọa giờ Hành vi của bị cáo là sai, vi phạm pháp luật. Bị cáo rất ân hận và xin lỗi vì gây đau thương cho gia đình nạn nhân, Khánh nói. Trong khi đó, có mặt tại tòa, thầy giáo chủ nhiệm của Khánh cho biết bị cáo có học lực và hành kiểm trung bình, có năm học lực yếu phải thi lại mới được lên lớp, chưa lưu bang năm nào. Mẹ bị hại nói rất đau đớn khi mất con trai và cho hay. Không ngờ sự việc đau lòng này lại xảy ra ngay trong môi trường an toàn là lớp học. Dù biết cháu Khánh chưa đủ tuổi vị thành niên, chưa thể chịu hình phạt nặng, nhưng tôi mong tòa sự thật nghiêm minh để đủ sức răng đe giáo dục ngoài xã hội. Sáng mùng 1 tháng 10, công an Đà Nẵng cho biết đã ngăn chặn làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên hẹn đánh nhau, thu giữ nhiều hung khí. Đây là nhóm liên quan trong clip chia sẻ trên mạng, ghi lại việc cảnh sát phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để trấn áp. Theo thông tin ban đầu, bằng các biện pháp nghiệp vụ Phòng Cảnh sát Hành sự Công an Đà Nẵng nhận được thông tin vào tối ngày 30 tháng 9, sẽ có hai nhóm thanh thiếu niên hẹn đánh nhau tại khu vực Thuận Phước và công viên đường Mai Am, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Các tổ công tác của Cảnh sát 911 Công an Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố, Công an các quận Sơn Trà, Hải Châu, nhanh chóng triển khai lực lượng, nhiều tổ công tác tiến hành tuần tra trên tuyến ra sát địa bàn, v.v. V. Lúc này, tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự đã xác định một nhóm 4 người, trong đó có N.S.L., 16 tuổi, trú An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng. Khai thác nhanh, L thừa nhận hẹn nhóm có người mang biệt danh rốt để đánh nhau tại khu vực Bùng Binh, cầu Mân Quang. Cũng thời gian này, tổ công tác C2 Cảnh sát 911 phát hiện hai nam thanh niên chạy xe máy đi cùng đàn xe, khoảng 30 người, trên đường Nguyễn Tất Thành có biểu hiện nghi vấn nên vây bắt. Khi thấy hai cảnh sát hai người này quay đầu xe phóng ngược chiều, lao vào lực lượng làm nhiệm vụ bất chấp hiệu lệnh dừng xe. Tổ công tác đã nổ súng để trấn áp nhưng cả hai vẫn ngoan cố bỏ chạy. Ở hướng khác, một tổ công tác 911 cùng các trinh sát hình sự công an quận Hải Châu cũng nhanh chóng xác định ZNQA, 17 tuổi, trú đường Đống Đa Hải Châu là người có biệt danh là Rốt. Rốt khai cùng bạn đi lấy hung khí được giấu trước đó tại đường xây trên đường Trường Chinh, mang về để nghênh chiến. Ngay trong đêm, cảnh sát đã phát hiện tạm giữ 6 người có độ tuổi từ 16 đến 19, thu giữ nhiều hung khí như dao phóng lợn, mã tấu, đao vân vân. đồng thời tiếp tục truy xét làm rõ những người liên quan. Chiều 30 tháng 9, tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, xảy ra vụ cháy tại cơ sở sản xuất gối trong khu dân cư. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp với người dân khống chế vụ cháy, giải cứu tài sản cho chủ cơ sở. Vụ cháy được phát hiện vào khoảng 14 giờ tại cơ sở sản xuất gối có địa chỉ tại 41 Phan Khoang, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, do anh Nguyễn Trương làm chủ. Do ngọn lửa xuất phát từ thiết bị đang sản xuất gối trong khu vực nhiều nguyên liệu dễ cháy, nên nhanh chóng lan rộng ra khu vực kho rộng khoảng 200 m vuông chứa thành phẩm và nguyên liệu, có nguy cơ lan rộng ra các hộ dân lân cận. Nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động 5 phương tiện chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, phá tường bên hông nhà kho để dập lửa và đưa tài sản ra bên ngoài. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế, không gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng là một số thiết bị máy móc và nguyên vật liệu bị hư hại. Vào sáng 1 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử vụ án hình sự sơ thẩm Đối với bị cáo Hồ Đình Tùng, là cựu phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định tại khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự 2015. Trước đó vào ngày 12 tháng 4 năm 2021, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét và bắt giam ông Hồ Đình Tùng, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa. Ông Tùng bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo Điều 311 Bộ Luật Hình sự năm 2015, ông Tùng bị bắt tạm giam 3 tháng các quyết định khởi tố bắt giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, ông Hồ Đình Tùng từng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Nghi Sơn, Tháng 9 năm 2020, ông được bầu giữ chức phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn. Trong thời điểm này, vào tháng 5 năm 2020, trên mạng xã hội YouTube xuất hiện một đoạn clip với tựa đề Nghi vấn phó chủ tịch huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn Thanh Hóa nhận hối lộ. Trong clip có hình ảnh ông Tùng cầm tiền gây xôn xao dư luận. Vào cuộc điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đáng chú ý, trong số này có hai người là phóng viên báo chí. Khoảng 8 giờ 45 phút sáng nay, ngày 1 tháng 10, bị cáo Hồ Đình Tùng được ô tô của lực lượng công an áp giải tới tòa. Trong ông Tùng, sức khỏe rất yếu, gầy gò. Hiện cơ quan tố tụng đang thực hiện các thủ tục theo quy định trước khi vụ án đưa ra xét xử. Theo dự kiến, phiên tòa diễn ra trong ngày 1 tháng 10, sau đó nghị án và sẽ được tuyên án vào ngày 4 tháng 10. Liên quan đến hai băng nhóm ở Phú Quốc mâu thuẫn đánh nhau, làm một người chết hai người bị thương, xảy ra vào hôm 26 tháng 9. Ngày 1 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ 33 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích, gây dối trật tự công cộng dẫn đến chết người. Theo điều tra ban đầu trước đó giữa Nguyễn Hoàng Nhật, 32 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc và Đàm Văn Ngàn, 39 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang, xảy ra mâu thuẫn trong việc bao chiếm, mua bán đất rừng do nhà nước quản lý thuộc thổ chính ấp chuồng vít xã Gành Dầu. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 26 tháng 9, Nhật cầm đầu nhóm khoảng 20 người chuẩn bị hung khí đến khu vực ấp chuồng vít, xã ganh dầu, tìm nhóm người của ngàn để giải quyết mâu thuẫn, thì xảy ra đánh nhau là một người chết và hai người bị thương. Tại hiện trường, công an thu giữ 10 khiên đỡ đạn, 4 áo chép, 16 ống tiếp sắt nhọn, 1 búa, 10 dao tự chế, 9 cây sữa. Sau khi sự việc xảy ra, công an thành phố Phú Quốc phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Kiên Giang tiến hành điều tra xác minh, truy bắt các đối tượng gây án. Sau 48 giờ truy xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc đã bắt giữ 33 đối tượng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Vừa qua tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 23 năm tù giam đối với ông Phạm Văn Lập, sinh năm 1973 và con trai là Phạm Văn Nam, sinh năm 2005 trú tại huyện Cẩm Xuyên về tội giết người. Ngày 30 tháng 9, tòa nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt ông Lập 14 năm tù, còn con trai ông Lập là Phạm Văn Nam bị phạt 9 năm tù vì đâm chết hàng xóm khi đi chơi Tết. Theo cáo trạng khoảng 12 giờ ngày 12 tháng 2 năm 2021, tức mùng 1 Tết Tân Sửu, ông Lập đến nhà hàng xóm là ông Lê Văn Liễu sinh năm 1970, trú thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên chơi. Lúc này trong nhà ông Liễu có thêm vài người khác, trong đó có ông Trần Văn Thuyết, sinh năm 1972 và Âu Văn Kỳ, sinh năm 1985, là người cùng thôn. Tại đây, ông Lập uống rượu với mọi người và xảy ra mâu thuẫn với ông Thuyết. Ông Thuyết đã dùng tay đấm vào mặt của Lập, mọi người can ngăn. Đến 13 giờ cùng ngày, ông Lập bực tức việc bị đánh nên gọi con trai là Phạm Văn Nam đến nhà ông Liễu để đánh lại ông Thuyết. Lúc này ông Nam đang đi chơi Tết với bạn, vội chạy đến nhà ông Liễu sau khi nhận được cuộc gọi của bố. Khi đến nhà ông Liễu, hai bố con ông Lập gặp ông Thuyết giữa sân và ông Thuyết đã có lời lẽ thách thức. Lúc này Lập dằn co đánh nhau với ông Thuyết, còn Nam đã dùng dao nhọn đâm trúng vào lưng bên trái của ông Thuyết, khiến người này gục tại chỗ. Thấy vậy, ông Kỳ vào can ngăn, cũng bị Nam tiếp tục dùng dao đâm vào tay trái của ông Kỳ. Ông Thuyết sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, xong tử vong do bị mất máu cấp. Ông Kỳ được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, kết quả giám định tỷ lệ thương tật 19%. Hội đồng xét xử xét thấy thời điểm xảy ra án mạng, nam chưa đủ 18 tuổi. Ông Phạm Văn Lập phải chịu tình tiết tăng nặng, suối dục người dưới 18 tuổi phạm tội. Hành vi của hai bị cáo hết sức liều lĩnh, táo bạo, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây nguy hiểm cho xã hội. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Lập 14 năm tù giam, Phạm Văn Nam 9 năm tù giam về tội giết người. Hai cha con ông Lập phải bồi thường số tiền gần 130 triệu đồng cho gia đình ông Trần Văn Thuyết, bồi thường cho ông Âu Văn Kỳ 30 triệu đồng. Đồng thời cũng có nghĩa vụ cấp dưỡng cho ba con của nạn nhân Thuyết 1 triệu đồng một người một tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Thưa quý vị, Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình vừa qua đã xác nhận Người bị mắc kẹt giữa khe tường hai tòa nhà, được cứu hộ sáng 30 tháng 9, tên là Đỗ Đức Long, tham gia trộm cắp xây hoa mẫu đơn trị giá 15 triệu đồng cùng hai đồng bọn. Sáng ngày 30 tháng 9, công an phường Nam Thành thành phố Ninh Bình phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Ninh Bình, cứu hộ thành công nạn nhân Đỗ Đức Long, trú phố Phúc Chính 2, phường Nam Thành, bị mắc kẹt giữa khe tường hai tòa nhà nạn nhân Đỗ Đức Long được các nhân viên phòng khám đa khoa số nhà 44 đường Tuệ Tỉnh, phường Nam Thành, phát hiện bị mắc kẹt giữa khe tường của hai tòa nhà cao 4 tầng. Cơ thể có nhiều vết thương, bị chảy nhiều máu, đang chơi với tìm lối thoát ra nhưng bất thành. Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khi tiếp cận hiện trường đã tiến hành sử dụng các thiết bị cứu hộ, tổ chức đội hình tiếp cận nạn nhân buộc nút cứu người đơn sau đó kéo nạn nhân lên chuyển ra ngoài băng cán y tế nạn nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu Do không phải người sống tại khu vực gặp nạn, cũng không có nhà người thân xung quanh. Vì vậy, người này được bàn giao cho công an thành phố Ninh Bình để làm rõ nguyên nhân bị mắc kẹt giữa khe tường hai tòa nhà nói trên. Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo công an thành phố Ninh Bình cho biết, Đỗ Đức Long liên quan đến vụ trộm cây hoa màu đơn trước đó, Đối tượng lẫn trốn công an thì bị ngã xuống khe tường và mắc kẹt tại đây không lên được. Cụ thể ngày 22 tháng 9, Đỗ Đức Long cùng Nguyễn Ngọc Hân, sinh năm 1974, trú phường Bích Đào và Nguyễn Đình Tư sinh năm 1986, trú phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình đã trộm cắp cây hoa mẫu đơn trị giá 15 triệu đồng của một gia đình trên địa bàn phường Thanh Bình. Đối tượng Tư và Hân bị bắt giữ sau đó, còn Đỗ Đức Long thì được phát hiện khi đang mắc kẹt giữa khe tường và được cứu hộ thành công. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Ninh Bình đang điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ngày 30 tháng 9 cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng và các tỉnh. Căn cứ vào hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát tối cao, đề nghị truy tố hai bị can gồm Bạch Văn Thảo sinh năm 1992, Bạch Văn Thực sinh năm 1994, trú tại xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đồng thời đã ra quyết định truy nã hai đối tượng, gồm Hà Thị Nga sinh năm 1986. Hồ khẩu thường trú tại xã Điêu Lương, huyện Cầm Khê, tỉnh Phú Thọ, và Nguyễn Văn Hậu sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về tội danh trên. Cầm đầu đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài này là Hà Thị Nga, đối tượng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian sinh sống tại Đài Loan, Nga nắm bắt được nhu cầu sang nước ngoài lao động của một số đối tượng người Việt Nam đã tân xuất cảnh sang Đài Loan lao động, nên đã thống nhất với Bạch Văn Thảo, Bạch Văn Thức và Nguyễn Văn Hậu hình thành đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Đầu năm 2020, do có nhu cầu sang Đài Loan lao động nhưng không đi được bằng đường hợp pháp, 30 công nhân Việt Nam đều là những người đã từng sang Đài Loan lao động, vì nhiều lý do đã bị Đài Loan cấm nhập cảnh, đã thông qua các đầu mối trung gian hoặc tự liên hệ với một đối tượng tên Trang, người Việt Nam sinh sống tại Đài Loan, sử dụng tài khoản Facebook Zalo với nickname Trang Mèo. Quá trình điều tra xác định đây là Hà Thiện Nga để tổ chức cho họ trốn sang Đài Loan. Các đối tượng thống nhất, chi phí khách phải trả từ 6.500 USD đến 8.000 USD tùy vào khách, và 3.000 nhân dân tệ. Số tiền này, người của đường dây sẽ thu trực tiếp của khách trên đường trốn. Các đối tượng thống nhất thạo tìm khách đi, giới thiệu cho Nga, mỗi khách đi sẽ được Nga trả công 500 USD. Theo thỏa thuận của Nga, Thảo đã liên hệ với em trai là Bạch Văn Thật để trao đổi, giới thiệu thật giúp Nga đón dẫn khách. Sau khi tìm kiếm được 30 khách và thống nhất cách thức, chi phí mà Nga và các đối tượng trong đường dây thỏa thuận, Ngày 4 tháng 6 năm 2020, Bạch Văn Thực đón 19 khách tại Hà Nội lên Hà Giang bằng xe ô tô do đường dây bố trí. Khi đến Cao Bằng, Thực giao 19 khách cho người đàn ông tên Tiệp. Tiệp thu mỗi khách 3.000 nhân dân tệ để lo ăn, nghỉ và tổ chức cho họ vượt biên bằng đường bộ sang Trung Quốc. Ngày 6 tháng 7 năm 2020, toàn bộ khách đang trên tàu chuẩn bị vào Đài Loan thì bị cơ quan chức năng Đài Loan phát hiện bắt giữ. Ngày 27 tháng 10 năm 2020, toàn bộ khách bị trục xuất về nước thông qua sân bay quốc tế Cần Thơ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc ngày 25 tháng 1, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao hồ sơ vụ án và đối tượng đến cơ quan an ninh điều tra thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ cục an ninh điều tra đã tiến hành ghi lời khai của những người có liên quan. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan an ninh điều tra đã làm rõ hành vi tội phạm của Thật và Thảo, tổ chức bắt giữ các đối tượng. Thưa quý vị, tin tức của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.